Cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là nhiều bạn hỏi thuận về tình hình của đồng Tether. Không biết tại sao mà trong vòng 2 ngày qua lại có nhiều cái thông tin đến từ Tether và thuận đã dành nhiều thời gian ngày hôm qua để mà tìm hiểu xem coi là có cái gì đó liên quan tới Tether mà thuận không biết hay không. Thì thuận đã tìm hiểu rất kỹ và thuận đã thống kê ở trên những mạng xã so với các bạn. Thì đây là tình hình liên quan tới Tether mà nhiều bạn hỏi thuận là thứ nhất là điều các bạn cần nên hiểu đó là cái sự việc quan Tether không phải là mới. Đòi lãnh đạo của Tether bà đầu lãnh đạo của sàn Bitfinex là một khi mà các bạn nhìn vào cái hình này đó hình này là thường chụp lại của hai trang web thứ nhất đó, là trang web này là trang web của Tether bên tay trái thì các bạn thấy được đó đi thằng bấm lại thì các bạn thấy được đó là ba người dẫn đầu của công ty Tether là ai trong đó chúng ta có là GL Van der Velde kế tiếp là Giancarlo De Vassini và cuối cùng là Stuart Horner ba người này là ba người trên trang web của Tether là lãnh đạo khi mà chúng ta nhìn vào trang web Bitfinex các bạn thấy được là những người lãnh đạo Lai like cũng là ba người đó JL Van der Velde, Giancarlo Di Vaccini và Stu Wagner Thì điều mà có thể nhiều bạn không biết đó, đó chính là đội lãnh đạo của Tether và Bitfinex là một và đã nhiều năm đó người ta cáo buộc công ty Tether là in khống Có nghĩa là họ in đồng USDT rồi mới đẩy lên sàn Bitfinex để mà bơm giá Tại vì cả hai công ty này là một cho nên họ sẽ in khống đồng USDT đẩy lên trên sàn Bitfinex dùng đó để mà làm giá thị trường. Đây là cái sự cáo buộc đã có từ nhiều năm rồi chứ không phải là mới đây. Kế tiếp, các bạn nên hiểu đó là đã, đã, có nhiều đơn vị pháp lý nhiều năm qua nghi ngờ và mở cuộc điều tra liên quan tới công ty Tether nhưng mà không có kết quả. Gần đây nhất đó là tiểu bang New York đã thỏa thuận để cho Tether đóng phạt 18,5 triệu USD vào tháng 2 của năm 2021. Như bạn mới đã biết cái thông tin này. Và cuối cùng là công ty Tether vô tội, không có bị luận tội. Thì nhiều bạn nói là tại sao mà lại đóng phạt nếu như mà không bị luận tội Thì đây là cái sự thỏa thuận của hai bên Không chỉ riêng là công ty Tether mà các bạn thấy là ngân hàng cũng thường hay đóng phạt Đóng phạt không phải là họ chấp nhận là họ sai Đóng phạt đó có nghĩa là cứ tiếp tục như vậy đó thì cũng không có kết quả Và sẽ lãng phí tiền của của hai bên mà thì có hai bên Nghĩa là SEC hay là bất cứ một đơn vị nào cũng phải bỏ công sức ra để mà điều tra Rồi ra tòa rất tốn kém Công ty Tether cũng như vậy họ cũng phải ra tòa rất tốn kém cho nên bây giờ cuối cùng đó họ có thể đóng phạt thì coi như là đưa một số tiền cho tiểu bang New York và sau đó thì New York sẽ chấp nhận để mà không tiếp tục truy tố công ty Tether nữa và thường đó một cái cơ quan nhà nước chỉ thỏa thuận để mà cho đóng phạt và không cần nhận tội chỉ khi nào mà cơ quan nhà nước đó không có đủ bằng chứng để mà luận tội mà thôi tình hình là hồi tháng 2 là sau nhiều năm điều tra cuối cùng thì tiểu bang New York cũng đã bỏ cái cuộc điều tra này và công ty Tether đóng phạt sau đó ai đi đường đường nấy và lúc đó đó công ty Tether đã hứa hẹn là sẽ đưa ra cái báo cáo tài liệu kiểm toán mỗi quý và các bạn thấy được là sau đó thì mỗi quý công ty Tether đều mướn công ty kiểm toán sau đó các bạn thấy được vẫn tiếp tục in thêm đồng USDT nhưng mà các bạn thấy được gần đây đó thì có thông tin là Tether lại bị khởi tố nữa, điều này không đúng. Tại vì cho tới hiện bây giờ đó không có thông tin gì liên quan đến có cơ quan nhà nước nào đang khởi tố đồng Tether hết. Tiểu bang New York hay các đơn vị ấy, thì có thêm một cuộc điều tra khác, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy có tin tức này, có nghĩa là bây giờ chúng ta vẫn không thấy tin tức là công ty Tether đang bị khởi tố. Cho nên những thông tin liên quan tới công ty Tether bị khởi tố là không đúng. kế tiếp nữa đó, có thông tin là đồng tether bị điều tra nhưng mà không phải là bởi cơ quan nhà nước mà bởi nhà báo bloomberg nhà báo bloomberg điều tra và họ đưa ra cái cáo buộc đó là công ty tether không an toàn vì không có đủ tiền tài sản trong ngân sách và cho các công ty trung quốc mượn tiền cũng như là công ty Celsius mượn một số tiền thì tuy là các bạn thấy được là công ty tether đã đưa ra giấy tờ kiểm toán nhưng mà trong giấy tờ kiểm toán đó đó cho thấy được là có một phần tiền của công ty tether dùng để làm gì họ cho những công ty vay mượn để mà kiếm lời đây là cách mà công ty theo được kiếm tiền có nhiều bạn thường là những công ty mà phát hành độ ổn định họ làm sao mà có tiền giống như công ty Tether một đồng là một đô la thì họ lấy tiền từ đâu thì để có được đồng tether theo cái cách làm việc bây giờ đó là các bạn cần phải gửi đồng đô la vào trong công ty tether sau đó họ sẽ in cái số lượng đồng usdt tương đương với cái số lượng tiền các bạn gửi cho họ và họ đưa cho các bạn để các bạn sử dụng trên những sàn giao dịch nhưng mà sau đó họ sẽ lấy cái số tiền đó và họ tự đi đầu tư và cái cáo buộc của công ty Bloomberg đó là trong cuộc điều tra cho thấy đó là công ty Tether có lưu trữ một số những cái trái phiếu giấy nợ của công ty Trung Quốc thì công ty Tether nói đó là những cái tài liệu này đó họ chỉ có thể nói là họ không có cho công ty Evergrande mượn Các bạn có biết là công ty Evergrande Công ty bất động sản mà đang trên bờ vực phá sản Chúng ta đã nói tới trước đây đó Thì công ty Tether nói là không có cho công ty Evergrande mượn Nhưng mà họ không nói là có cho những công ty Trung Quốc khác mượn tiền hay là không Và Bloomberg dựa theo cái thông tin này Và nói là nếu như mà công ty Tether không có cho công ty Evergrande mượn Nhưng mà cho những công ty Trung Quốc khác mượn Thì cũng có thể là dẫn đến vấn đề Nếu như mà những công ty đó không có thể nào trả nợ cho công ty Tether được Và thêm do đó Tether cũng đưa một số tiền cho công ty Celsius mượn Celsius là cái công ty mà các bạn có thể là gửi tiền vào lấy lãi Như là các bạn gửi tiền vào công ty BlockFi gì đó Thì công ty Tether đương nhiên phủ nhận các cáo buộc này của Bloomberg Nói là công ty Bloomberg đóng gói lại tin cũ để mà tạo phết cái thông tin mà công ty bloomberg nhận được đó là đến từ một cái giám đốc của một cái ngân hàng mà công ty tether đã sa thải trước đây có nghĩa là giám đốc ngân hàng đó đó là không thiện cảm với lại công ty tether cho nên mới đưa những cái thông tin này cho bloomberg và tether nói đó là không mua trái phiếu hay là cho công ty evergrande mượn như thường đã chia sẻ nhưng mà có thể là cho những công ty khác mượn bởi các là họ mua trái phiếu nhưng mà cái phần trăm đó là bao nhiêu chúng ta cũng không biết và công ty tether vẫn chưa có đứng chính cái vấn đề này thêm vào đó nữa đó là công ty celsius ceo nói là công ty tether không phải là cho mượn đồng đô la mà chỉ cho mượn đồng usdt mà thôi và usdt đã có tài sản hỗ trợ có nghĩa là alex mcsincki của công ty celsius nói là đúng là công ty tether có cho công ty sales mượn một số tiền nhưng mà cái số tiền đó đó không phải là cho mượn một đồng đô la mà cho mượn một đồng usdt và trên căn bản đồng usdt đó đã được hỗ trợ bởi tài sản rồi cho nên trên căn bản những cái cáo buộc của công ty bloomberg đó là không có đúng sự thật và kế tiếp nữa thì cái mình thường muốn chia sẻ với các bạn đó là tóm lại tình hình này đó cũng không gì gọi là mới nguy cơ tether sụp kéo theo cả thị trường thì đã được nhắc tới nhiều năm nay năm nào chúng ta cũng nghe những cái thông tin tương tự và bản thân thường nên thì không có lưu trữ đồng tether usdt thuận chỉ lưu trữ đồng usdc mà thôi nguy cơ tether sụp ảnh hưởng đến cả thị trường nó không phải là không có nhưng mà cái phần lớn cái thông tin thì thường nghĩ là bị phóng đại quá mức Trên thực tế đó, bao nhiêu năm nay không ai chứng minh được là theo được in khống Và các bạn thấy được là hiện bây giờ đã có nhiều cái stable coin khác trên những cái sàn giao dịch Nếu như thị trường thật sự lo lắng thì mọi người đã đổi qua những cái stable coin khác rồi Nhưng mà các bạn thấy được là phần lớn mọi người vẫn tiếp tục lưu trữ đồng USDT khi mà có những thông tin thường sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin với các bạn liên quan đến Tether thì để tóm tắt lại những cái thông tin mà chúng ta nhận được trong những mấy ngày qua thường cũng không thấy là thông tin nào gọi là mới hết thì hiện bây giờ tóm tắt lại là công ty Tether không có bị khởi tố bởi bất cứ một cơ quan nhà nước nào Cái đơn vị mà đang điều tra Tether là một nhà báo Đó chính là nhà, nhà báo Bloomberg Và cái cáo buộc đó chính là công ty Tether Có thể là cho công ty Trung Quốc mượn một số tiền Và có thể dẫn đến là vấn đề liên quan đến Cái số lượng tiền nằm trong ngân sách của Tether Nếu như mà những công ty Trung Quốc đó phá sản Nhưng mà Tether nói là không có cho công ty Evergrande mượn Có thể cho những công ty Trung Quốc khác mượn Nhưng mà cái phần đó cũng có thể là không nhiều Và đây là cái tình hình mới nhất liên quan tới Tether thường muốn chia sẻ với các bạn và đương nhiên nếu các bạn lo lắng thì các bạn không nên lưu trữ đồng tether và những thông tin này các bạn thấy được là đồng tether vẫn tiếp tục giữ vững được là một đồng tether là một đô la cho đến thời điểm hiện tại cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là thông tin liên quan tới đồng XRP thì cái tình hình mới nhất liên quan đến cái vụ kiện giữa à, SEC và công ty Ripple liên quan tới XRP có phải chứng khoán hay không đó thì thông tin mới như bây giờ đó là C1 giám đốc của SEC đó chính là William Hinman. Thì như bạn có nên nhớ là năm 2018 đó thì giám đốc Bill Hinman uh, của SEC đó thường nhớ là lúc đó là phát biểu ở trong cái hội nghị của Yahoo Finance thì lúc đó giám đốc Hinman của SEC đã ra cái thông điệp đó chính là không coi Ethereum như là một chứng khoán. Trước đó thì đã có những quan chức khác của SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ nói là Bitcoin không phải là chứng khoán thì trong cái cuộc nói chuyện của năm 2018 thì Bill Hinman của SEC nói là Ether không phải là chứng khoán có nghĩa là SEC lần lượt nói là Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán thì bây giờ đó thường không phải là luật sư nhưng mà những gì mình thường đọc được đó cái mà thường hiểu bây giờ đó là luật sư của công ty Ripple đang nhắm vào giám đốc Hinman của SEC và đang đưa SEC một cái thế là phải lựa chọn một trong hai. Thứ nhất đó là SEC phải lựa chọn là lời nói của giám đốc Hinman liên quan tới Ethereum năm 2018 không phải là chứng khoán đó thì đó là cái ý kiến cá nhân của giám đốc Hinman chứ không phải là ý kiến của SEC hay là SEC có thể nói là những lời phát biểu của Bill Hinman là cái suy nghĩ của SEC đó chính là SEC có lòng tin là Ethereum không phải là chứng khoán thì SEC bây giờ là phải lựa chọn một trong hai. Thì cái vấn đề bây giờ đó là nếu như mà SEC lựa chọn là những lời phát biểu của Bill Hinman không phải là cái suy nghĩ của SEC đó chính là suy nghĩ cá nhân của giám đốc Hinman. Mà thôi, thì điều này ra sẽ dẫn đến là những cái lời phát biểu, những cái suy nghĩ đó là không được bảo vệ bởi một cái gọi là DPP hay là Deliberate Process Privilege thì hiểu đơn giản đó là DPP đó là ở Hoa Kỳ là các bạn có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và các bạn cũng có thể là uh, tự do xin tài liệu từ chính phủ. Thì bây giờ đó bên uh, công ty Ripple là xin tài liệu là SEC phải giao ra. Lý do tại sao mà Bill Hinman nghĩ là Ethereum không phải là chứng khoán những cái lập luận đó là như thế nào đương nhiên Công ty Ripple muốn lấy lập luận đó làm gì để cho họ áp dụng đồng XRP giờ đó mà nói là XRP thì cũng tương tự như là những gì mà được nói đến bên Bill Hinman. Cho nên vì lý do đó Ripple, XRP cũng không phải là chứng khoán. Nhưng mà nếu như SEC nói là những lời nói của giáo đốc Hinman là ý kiến cá nhân của ông ta thì sẽ không được bảo vệ. Tại vì một trong những cái luật ở Mỹ đó thì những cái tài liệu của những cơ quan đó có thể được bảo mật và không cần phải chia sẻ nếu như mà đó là cái tài liệu bảo mật của cơ quan nhưng mà nếu như mà SEC nói đây là cái suy nghĩ cá nhân của Bill Hinman thì sẽ không được bảo vệ về cái luật đó là phải giao ra những tài liệu tại sao mà Bill Hinman lại nghĩ là Ethereum không phải là chứng khoán bởi chức vụ của ông ta thời điểm đó nhưng mà ngược lại nếu như mà SEC mà nói là đây là cái suy nghĩ của SEC thì SEC sẽ bị ép giao ra những cái tài liệu tại sao SEC lại suy nghĩ như vậy Và những cái tài liệu đó có thể là được sử dụng để mà chống đối lại với like SEC khi mà ra tòa Hy vọng là các bạn hiểu cái vấn đề của SEC bây giờ Một là nói là những gì mà Bill mình nói đó là không liên quan tới SEC Nhưng mà như vậy thì Bill mình sẽ không được bảo vệ bởi cái luật uh, DPP Và phải cần phải giao ra tài liệu uh, cho công ty Ripple nhưng mà ngược lại, nếu như SEC muốn bảo vệ Bill Henning thì cái sự bảo vệ đó sẽ là một trong những điều mà sẽ được dùng để mà tấn công SEC Nói là SEC có thể là thiên dị khi mà nói về uh, Bitcoin hay là Ethereum và không có cái uh, thiên cảm với lại XRP cho nên mới buộc XRP là chứng khoán đây là cái vấn đề của SEC bây giờ Thì tình hình bây giờ đó các bạn thấy được là nếu chúng ta nhìn vào giá cả đó Thì tại sao chúng ta lại thấy được là XRP có cái sự tăng trưởng à, Trong vòng 7 ngày qua tại vì tình hình nó đã lạc quan hơn Hầu như là tình hình bây giờ đó là cái phần thắng đã từ từ nghiêng về công ty Ripple Và cho dù các bạn thích hay là không thích đồng XRP Đây cũng là một trong điều mà các bạn muốn thấy được là công ty Ripple có thể chiến thắng được cái sự kiện này Thì sẽ tước đi cái nhuệ khí của SEC sẽ làm cho SEC cần phải suy nghĩ trước khi mà tấn công bất cứ một dự án nào chứ trước đây các bạn thấy được là SEC chỉ cần là khởi kiện thì dự án đó là sẽ rút lui ngay lập tức như là các bạn thấy là tình hình liên quan tới Telegram mà muốn đưa ra cái đồng Tor Network các bạn có thể nhớ đó chỉ cần SEC vào cuộc thôi thì những dự án đó đã phải lùi bước và không có tiếp tục ra token nữa và bây giờ thì đối với lại công ty Ripple đó nếu như mà họ có thể là thắng kiện được với lại SEC thì sẽ là một cái bước rất là tốt thị trường nó sẽ đỡ lo hơn là ít ra thì SEC quyền lực cũng có hạn và đã không thể thắng được cái sự kiện này với lại công ty Ripple chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi mà thôi bây giờ đó thì luật sư Ripple nói là đã gửi tổng cộng là 30.000 tài liệu cho SEC để xem xét và trả lời nhưng mà tới bây giờ đó họ chưa có trả lời hết thì đây là một trong những cái sơ xuất của SEC nhưng mà SEC nói là bây giờ quá nhiều tài liệu công ty Ripple cần uh, SEC phải duyệt và đứng chính cho nên họ không có thời gian làm điều đó đây là những tin mới nhất mình không muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến vụ kiện giữa công ty Ripple và ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ SEC và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận đi nhiều giá trị trong cái video này và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng sòi cũng nên theo dõi cách tập bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram Channel, Facebook hay là Twitter. Các bạn theo dõi để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Cũng như là những người nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến từ những sàn như là sàn Fashion Moon XBT hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit cũng như là được giảm 10% trong tháng đầu đến từ sàn Bybit và đặc biệt đó là sàn Moon XBT và sàn Bybit các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để tìm hiểu và đăng ký rút tín hiệu trade miễn phí cũng như là những ưu đãi đến từ những partner khác như là các bạn thấy được là sàn Asanidex hay là sàn Namroy Global và những nơi nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì cũng có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase và sàn FTX cũng có hiện bây giờ là giảm 5% phí dịch nhưng mà nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm về sàn FTX cũng như là ứng dụng BlockFi đây là ứng dụng lending có lãi và CryptoQuant một cái ứng dụng mà thường nghĩ là nhiều bạn cũng đã khá bên thuộc. Đây là cái uh, ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu online Và một lần nữa, Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn!